Ở tại dự án The Global City của chúng ta triển khai từ năm 2022 đến nay thì đang trong quá trình bàn giao nhà, còn một số căn thì đã làm nội thất và cư dân đã về ở. Ngoài ra nữa thì có một số căn thì đang làm nội thất để sắp tới trong tháng 7 đến tháng 8 năm 2024 này là sẽ đi vào khai trương hoạt động. Như vậy thì phía bên trong của căn nhà từ khi mà dự án của chúng ta triển khai cho đến nay bên trong ra sao, thiết kế như thế nào, thì bây giờ xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng vào bên trong thực tế một căn ở tại dự án The Global City, căn sản phẩm shop house ngang 5 dài 19 xây dựng ở 5 tầng ở đây như thế nào. Xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng vào bên trong để khám phá nhé. Hiện nay dự án The Global City của chúng ta, những sản phẩm shop house này sẽ có lòng đường sẽ là 7m, lề đường mỗi bên là 3,5m, được thiết kế lắp đá hoa cương như thế này. Ngoài ra nếu sản phẩm của chúng ta được chừa trước 3m, chừa sau là 2m và thiết kế là ngang 5 dài 19 tất cả các anh chị nhé. Và trước là chủ đầu tư bàn giao hoàn thiện bên ngoài, thì bên trong chúng ta sẽ bàn giao thô và có thang máy riêng cho từng căn. Đây chính là cửa ra vào của căn nhà. Và khu vực này là khu vực mà chủ đầu tư sẽ lắp thang máy cho tất cả các anh chị. Và phía bên trước này đó chính là cái không gian các anh chị chúng ta có thể khai thác để ở được và kinh doanh được. Và phía bên trước này chiều cao tràn trung bình khoảng chừng 4,8m. Và bên trên này đó chính là cái giếng trời, giúp cho cái việc thông thoáng giữa tất cả các sàn với nhau. Và bên cạnh thang máy thì chúng ta có lối cầu thang đi bộ lên phía bên trên tất cả các tầng. Chính vì như vậy rất là thuận tiện cho những anh chị chúng ta có vừa kết hợp kinh doanh và vừa để ở được. Ví dụ chúng ta ở tầng 4, tầng 5, chúng ta khai thác kinh doanh ở tầng trệt, tầng 1 và tầng 2. Và khoảng không gian sau này thì diện tích đâu đó rơi tầm khoảng chừng 25m2 trên 30m2, thì các anh chị chúng ta có thể khai thác kinh doanh. Cái hệ thống cửa này thì cửa kính 2 lớp được chủ tư bàn giao full kính từ sàn cho đến trần. Một số căn đang làm nội thất và những cái thương hiệu lớn cũng đã về đây, dự kiến là trong tháng 7 cho đến tháng 8 năm 2024 này sẽ chính thức khai trương hàng loạt những brand ở tại dự án The Global City của chúng ta. Giới thiệu đến tất cả các anh chị, hiện nay Tấn đang ở tại tầng 1 của căn shop house ở tại dự án The Global City. Đây chính là cái khu vực ban công. Cái khu vực ban công này thì sẽ có 4 cái điểm nhấn. Thứ nhất, về mặt cảnh quan phía bên ngoài ở tại những cái khu vực ban công nhìn ra thì rất là thông thoáng, đường khá là rộng. Và ngoài ra nữa thì cái hệ thống lan can này này được thiết kế bởi Foster & Partner. Chính vì như vậy mang đến sự đồng bộ cho tất cả những cái căn nhà của chúng ta ở tại dự án The Global City. Thứ ba, chúng ta sẽ có một cái hệ lam như thế này. Chúng ta có thể kéo ra được. Trường hợp cái hệ lam này nó sẽ có hai cái tác dụng. Một là giúp cho cái nhà của chúng ta trở nên đẹp hơn. Cái thứ hai, trường hợp có nắng hay là có gió gì đó, mưa gì đó, chúng ta sẽ kéo cái hệ lam này lại và giúp cho cái việc ngôi nhà của chúng ta trở nên an toàn cũng như là sạch đẹp hơn rất là nhiều. Và tại tầng 1 này thì các anh chị chúng ta có thể đặt văn phòng cũng như là để bàn làm việc ở tại khu vực này. Trường hợp phía bên dưới chúng ta có thể kinh doanh cho lễ tân cũng như là một vài cái bàn để tiếp khách. Thì tầng 1 này các anh chị chúng ta có thể cho nhân viên hoặc là các anh chị chúng ta ngồi ở tại cái sàn này và tầng trên các anh chị nhé. Và đây chính là khu vực giếng trời của mình. Trần của tầng 1 này là cao 3,8m các anh chị. Và đây chính là cái khu vực thang máy của mình lên xuống. Còn đây là thang bộ. Đây là phía đằng sau của khu vực thang máy, cũng là một sàn của tầng 1 luôn. Các anh chị mình nhìn phía bên này qua phía bên kia. Và đằng sau này thì có một cái điểm nhấn, đó chính là chúng ta sẽ bàn giao full kính từ sàn cho đến trần. Và ngoài ra nữa, cái cửa này chúng ta có thể mở kéo qua kéo lại được các anh chị nhé. Nếu anh chị chúng ta đang quan tâm đến dự án The Global City mà chưa có thời gian chúng ta đi tham quan thực tế căn shop house này, thì qua video này thì Tấn muốn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị những hình ảnh thực tế ở tại dự án The Global City cũng như là những sản phẩm shop house như thế này. Lên tầng 2 này thì chúng ta sẽ có một cái ban công khá là thông thoáng và đặc biệt hơn một xíu so với tầng 1 các anh chị. Hệ lam này thì chúng ta có thể di động được. Và qua phía sau này
cũng là một cái không gian khá là thoáng. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái hệ cửa như thế này, chúng ta có thể kéo qua. Rất là đẹp các anh chị. Rồi chúng ta lấy gió tự nhiên phía bên ngoài. Cùng với đó, phía bên này chúng ta có thể kéo qua luôn. Ở tại tầng 3 này á, thì cũng tương tự như tầng 2, có cái hệ lam, ban công kính. Tầng 5 của chúng ta có một cái điểm đặc biệt, đó chính là ban công rất là rộng. Xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng ra ngoài này để khám phá. Khu vực ban công của tầng 5 này á, thì các anh chị chúng ta có thể để được bàn, ghế, được hai cái ghế, cái bàn là chúng ta có thể ngồi ăn uống thư giãn, thậm chí là đứng barbecue ở tại khu vực này cũng được. Ở phía bên kia là những cái nhà đối diện của mình, cũng xây dựng là 5 tầng, đồng bộ với lại thiết kế 915 căn ở tại phân khu Soho này luôn.